Xin chào tất cả các bạn, mình là Yến Chi và rất vui được gặp lại các bạn tại kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. 10 hat-trick của Ronaldo khiến fan phấn khích. 3 bàn thắng vào lưới Cagliari giúp Ronaldo bổ sung vào bộ sưu tập kỷ lục khó bị phá vỡ. Màn trình diễn ấn tượng này giúp Ronaldo thiết lập nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp. Siêu sao sinh năm 1985 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 18 mùa liên tiếp, tính riêng trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu từ năm 2003 đến năm 2020. Anh còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi hat-trick ở 4 giải đấu gồm La Liga, Premier League, Serie A và FIFA Club World Cup. Cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng 10 hat-trick của Ronaldo khiến fan phấn khích. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị. Để ghi được 3 bàn thắng trở lên trong một trận đấu là ước mơ của mọi tiền đạo. Cú hat-trick luôn là mục tiêu cho bất kỳ số 9 nào muốn chứng minh vào giá trị của mình. Với một cầu thủ như Cristiano Ronaldo, điều đó càng trở nên quan trọng. Không ai lạ gì với tính cách và tham vọng của Ronaldo nữa cả. Anh không chấp nhận thua cuộc ở bất kỳ cuộc đua tranh cá nhân nào. Chính vì điều đó mà ngôi sao người Bồ hiện là chủ nhân của nhiều hat-trick nhất, hơn cả đại kình địch Lionel Messi. Tuy nhiên, để xem lại toàn bộ gia sản đồ sộ ấy thật không phải là điều dễ dàng. Hôm nay, Mr. Zero sẽ giúp bạn chọn ra 10 hat-trick của Ronaldo khiến cho khán giả cảm thấy phấn khích nhất. Cùng chúng tôi bắt đầu ngay thôi nào! Thầy trò huấn luyện viên Rafael Benitez đã có một chiến thắng cách biệt lớn nhất trong lịch sử vòng bảng Champions League 8-0. Cristiano Ronaldo là ngôi sao hay nhất của trận đấu khi lập được cú poker. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã dẹp tan những tin đồn về sự sa sút phong độ mùa giải này và bứt phá trong danh sách chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League. Phút 39, từ một pha đá phạt ngay sát vòng cấm, hơi chết sang phía bên cánh trái, Ronaldo tung cú sút hiểm hóc khiến thủ thành Mamo không thể cản phá, giúp Real Madrid dẫn 3-0. Hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, Cristiano Ronaldo lại tiếp tục tỏa sáng. Isco đi bóng tốc độ rồi dứt điểm đập chân hậu vệ Mamo. Ronaldo đã có mặt đúng thời điểm nhẹ nhàng đệm bóng hạ Willian, đưa tỷ số lên thành 4-0 cho Real Madrid. Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn khi có pha dứt điểm đẳng cấp ở phút thứ 58 khiến Willian đành bỏ tay, hoàn tất cú poker. Theo thống kê của Opta, cú hat-trick của Ronaldo trong trận Real Madrid 8-0 Malmo là hat-trick nhanh nhất lịch sử Real Madrid ở Champions League từ năm 1968 tới nay. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất 11 phút để ghi 3 bàn. Trước cuộc tiếp đón Celta Vigo, giới truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt loan tin về cuộc cách mạng nhân sự lớn tại Bernabeu khi mùa giải năm nay khép lại. Trong số những gương mặt được cho hết hạn sử dụng và cần thanh lý, bất ngờ xuất hiện cái tên Ronaldo, chân sút số 1 của đội bóng hoàng gia trong suốt nhiều năm qua. Như bị chạm tự ái, Ronaldo biến khung thành Celta Vigo làm nơi trút giận. Chỉ trong vòng hơn 20 phút, từ phút 50 đến 76, ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tiếp buộc thủ thành tội nghiệp Ruben Blanco phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Trong đó, hai bàn thắng đầu tiên đều được thực hiện từ những cú sút ngoài vòng cấm đẳng cấp, khiến người hâm mộ liên tưởng tới hình ảnh CR7 khi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Với chiến thắng đậm đà này, Ronaldo chính thức vượt qua huyền thoại Temmo Zara để trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử La Liga với 252 bàn thắng sau Lionel Messi 305 bàn. Ronaldo không ít lần đưa câu lạc bộ chủ quản từ cõi chết trở về vòng knockout Champions League trong quá khứ và Watford chỉ là một nạn nhân trong số đó. Real đã trở lại sân nhà Bernabeu với hành trang là thất bại bất ngờ 0-2 ở lượt đi trên đất Đức. Tuy nhiên, chính tình thế đường cùng này là dịp để Ronaldo phô diễn đẳng cấp siêu sao. Cú hat-trick của CR7 giúp Real nhấn chìm Watford, mở đầu cho hành trình chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên dưới thời Zinedine Zidane. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi trên 15 bàn ở hai mùa giải 2013-2014 và 2015-2016. Ngoài ra, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có tới 3 hat-trick trong một mùa giải. 3 bàn thắng vào lưới Watford cũng là cú hat-trick thứ 41 của Ronaldo trong sự nghiệp. Đúng như kỳ vọng, trận tứ kết Champions League 2016-2017 giữa Real Madrid và Bayern Munich đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Không còn gì để mất sau khi thua trận 1-2 ở lượt đi, các cầu thủ Bayern thi đấu rất quyết tâm và chơi ép sân Real ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng ngay lúc này, Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành cơn ác mộng với Manuel Neuer khi anh ghi liền 2 bàn trong hiệp phụ để giúp Real Madrid vượt lên dẫn 3-2 sau 120 phút trên sân.
Với hat-trick ở trận đấu này, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 100 bàn tại Champions League. Bàn thắng thứ 3 của Ronaldo có công rất lớn của Marcelo. Hậu vệ đã đi bóng từ ngoài vòng cấm, vượt qua 3 cầu thủ Bayern Munich, rồi chuyền bóng như dọn cổ để ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi bàn. Real và Atletico chẳng xa lạ gì nhau, thậm chí họ còn trở thành những đối thủ quen thuộc tại đấu trường châu Âu khi lần thứ 3 đối đầu với nhau trong 40 giải gần nhất. Hai lần trước 2014-2016 đều là những trận chung kết và Real Madrid thắng tất cả. Lần gặp nhau tại bán kết Champions League năm nay là cơ hội tốt để Atletico trả nợ. Tuy nhiên dường như nợ lại chồng nợ bởi sự tỏa sáng của Ronaldo đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành lợi thế lớn trong việc có vé chung kết năm thứ hai liên tiếp. Ronaldo mở tỷ số ở phút thứ 10, mãi tới phút 73, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Nhưng chỉ cần 12 phút sau đó, anh đã hoàn thành cú hat-trick của mình để đưa Real Madrid đặt chân tới Cardiff. Đây cũng là bàn thắng thứ 101, 102 và 103 của Ronaldo tại Champions League, qua đó giúp anh cân bằng thành tích 7 hat-trick của đại cận địch Lionel Messi tại sân chơi lớn nhất châu Âu dành cho các câu lạc bộ. Từng để thua 1-2 trong trận lượt đi, Real đặt quyết tâm phục hận ở lượt về diễn ra trên sân Bernabeu. Phần sân của Girona sớm trở thành nơi thi đấu thường xuyên của các cầu thủ áo trắng. Chiến thắng theo kiểu đánh tennis của Real Madrid trước Girona có phần góp công rất lớn của Ronaldo. CR7 ghi liền 4 bàn giúp đội nhà đè bẹp đối thủ. Cả 4 bàn thắng nói trên đều được Ronaldo thực hiện trong vòng cấm. Tuy nhiên, Ronaldo không chỉ đơn giản là đứng đó và chờ đợi những đường chuyền cho mình. Thực tế, anh còn tự tạo ra may mắn. Bàn thắng đầu tiên trước Girona chứng kiến Ronaldo nhanh chóng di chuyển để đón đường căng ngang của Toni Kroos. Bàn thắng thứ hai cũng cho thấy anh rất nhạy cảm khi phối hợp với Karim Benzema. Ở pha ghi bàn thứ ba, Ronaldo đợi bóng bật ra từ thủ môn đối phương. Sau đó anh hoàn thành cú bất ngờ bằng cách thoát khỏi hậu vệ cuối cùng của Girona. Vài giờ trước trận đấu, tờ El Mundo Tây Ban Nha tung tin Ronaldo phải chấp nhận trả 22,6 triệu đô la và thụ án tù treo 2 năm vì trốn thuế. Dư luận cho rằng thông tin này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Ronaldo. Bởi sau trận chung kết Champions League 2018 với Liverpool, CR7 từng hé lộ khả năng rời Real vì nghi án trốn thuế. Nhưng thực tế, Ronaldo vẫn tập trung thi đấu và ghi hat-trick giúp Bồ Đào Nha có được một điểm với ứng viên vô địch Tây Ban Nha. Màn trình diễn chói sáng của siêu tiền đạo này đã làm nổ ra những cuộc bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Đừng có tố cáo Cristiano Ronaldo trốn thuế, bởi anh ấy sẽ nhấn chìm đất nước các bạn đấy, vừa tỏ ra mỉa mai, một tài khoản khác viết. Ronaldo thật nhỏ mọn, chỉ bị lo ó một chút mà hắn ta cũng xúc tung lưới đối phương ngay lập tức. Trên Reddit, một trong những diễn đàn lớn nhất thế giới, một người dùng có nickname Bison Time viết: mỗi bàn thắng của Ronaldo là đòn đáp trả cho hơn 7 triệu đô la anh phải trả cho chính phủ Tây Ban Nha. Không ai khác, Ronaldo chính là nhân vật trung tâm trong trận lượt về Champions League giữa Juventus và Atletico. Và đội bóng nước Ý cũng đã trở thành một cái tên được nhớ đến trong lịch sử với màn ngược dòng cực kỳ ngoạn mục. Phút 27, Ronaldo ghi bàn thắng thứ nhất với cú đánh đầu mạnh mẽ từ quả tạt của Bernardeschi. 4 phút sau giờ nghỉ, lại là ngôi sao 34 tuổi bật cao không chiến để nhân đôi cách biệt. Bàn thắng thứ hai của Juventus chỉ được công nhận sau khi trọng tài tham khảo ý kiến từ công nghệ Goldline để xem thủ thành Jan Oblak đã bắt bóng trước khi bóng qua vạch vôi hay chưa. Cú ngược dòng vĩ đại của Juventus hoàn tất 4 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc. Bernardeschi bị phạm lỗi trong vòng cấm và Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền được giao. Cựu cầu thủ Real chưa bao giờ đá hỏng bên trước Atletico. Thụy Sĩ với đội hình đồng đều và tính tổ chức cao là một đối thủ thực sự khó chịu. Trong trận bán kết Nations League, họ có một lần chọc thủng lưới Bồ Đào Nha nhờ quả penalty. Nhưng chỉ một bàn thắng là không đủ, nhất là khi Thụy Sĩ phải đối mặt với Ronaldo đầy khát khao. Chủ ngày cuối mùa giải với Juventus đã nén chặt chiếc lò xo mang tên CR7 và khi nó bùng ra, sức mạnh đơn giản là không thể ngăn cản. Không chỉ lập hat-trick vào lưới Thụy Sĩ, hai trong ba bàn thắng mà Ronaldo ghi được đến từ những tình huống mà người ta tưởng anh không thể làm nổi nữa. Bàn mở tỷ số đến sau cú đá phạt hiểm hóc, vũ khí sắc bén của CR7 thời đỉnh cao. Bàn thắng thứ hai là pha dứt điểm một chạm cực nhanh. Bàn thắng thứ ba là tình huống đi bóng cắt vào bên trong rồi thực hiện cú dứt điểm vào góc xa khung thành. Khi còn chạy cánh trái ở Real, bàn thắng kiểu thế này là sở trường với Ronaldo. Song khi mà sức lực đã suy giảm, độ chính xác của những pha bóng giảm đi khá nhiều.
Juventus đã có màn khởi động cho năm mới đầy hứng khởi bởi chiến thắng đậm đà 4-0 trên sân nhà trước Cagliari. Và một lần nữa, Cristiano Ronaldo là nhân vật chính với một hat-trick bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Trước Cagliari, Juve trên thực tế đã có 45 phút đầu tiên dồn ép đối thủ nhưng không thành công trong việc ghi bàn. Đó cũng chính là hình ảnh thường thấy ở Bà Đầm Già trong mùa giải này, khi họ luôn khởi đầu chậm chạp và chỉ nóng máy khi bước vào hiệp 2 với tâm thế nếu không thể ghi bàn, họ sẽ tụt lại trên bảng xếp hạng trong cuộc đua vô địch. Song Juve chỉ cần những ngôi sao của mình, đặc biệt là Ronaldo nóng máy để nghiền nát đối thủ với sự cơ động trong quãng ngắn. Và chớp thời cơ từ sai lầm của hậu vệ đối phương để ghi bàn mở tỷ số đã đánh thức con quái vật CR7. Và cả hai bàn sau đó đến như một lẽ dĩ nhiên khi đôi chân và tư tưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha được giải phóng hoàn toàn. Riêng bàn thắng thứ hai cho thấy rõ tốc độ, khả năng đánh hơi, cơ hội và kỹ thuật dứt điểm của CR7. Sự vùng lên mạnh mẽ của Ronaldo ngay từ những ngày đầu năm mới khiến những chuyên gia liên tưởng tới câu chuyện vào năm 2016. Khi ấy, Lionel Messi vừa nhận quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp sau một mùa giải ăn ba cùng Barca. Tỷ số bóng vàng khi ấy là 5-3 nghiêng về Messi. Ở cái tuổi 31, giới chuyên môn và một điều tin rằng CR7 không thể bắt kịp đại kình địch. Song Ronaldo nói không, anh ghi 26 bàn trong phần còn lại của mùa giải để đưa Real vô địch Champions League, có thêm chức vô địch Euro 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để mang quả bóng vàng thứ 4. Phần còn lại tất cả đều đã biết. Sau đó Ronaldo đã có quả bóng vàng thứ 5 để san bằng thành tích với Messi trước khi một lần nữa bị đối thủ vượt lên vào năm ngoái. Câu chuyện của năm 2020 hoàn toàn có thể là hình ảnh phản chiếu của 4 năm trước đó. Ronaldo với tất cả khao khát lẫn tổn thương đang sẵn sàng cho cuộc đua quả bóng vàng với Messi thêm một lần nữa ở tuổi 35. Còn các khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận ngay phía bên dưới video nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.